xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 10 tháng 3 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của những chú trụ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ may mắn được các tinh nâng đỡ nên phần nào cũng cố lòng tin ở con giáp này đối với năng lực của bản thân. Người tuổi tỷ biết mình, biết sức mình ở đâu và luôn tận dụng tốt cơ hội trước mắt để thực hiện hóa đam mê của mình. Tình cảm, phần trình tình cảm trở nên lý tưởng. Tình yêu được cho là vô cùng thăng hoa vì nó luôn mang tới cho người trong cuộc cảm giác an toàn sâu lắng. Tình yêu với bạn chẳng cần phải quá phô trương mà chỉ cần yêu trong bình yên là đã hạnh phúc. Tài chính, vận trình ta lọc rủng rỉnh, tuy nhiên bản mệnh đừng quá chủ quan mà tiêu xài phung phí vì khó kiểm soát tốt nguồn tích lũy của mình. Cẩn trọng, tránh lo chuyện bao đồng vì dễ vướng hòa thị phi. Tội giáp tý công việc liên tiếp gặp phải vướng mắt. Tội bính tý trở nên tin tưởng người khác quá dễ dàng tuổi mậu tý không nên lo chuyện bao đồng tuổi canh tý nên thay đổi tính tình và tính cách hay do dự thiếu quyết đoán của mình tuổi nhâm tý vợ chồng nên thẳng thắn nhìn vào mâu thuẫn hiện có con số may mắn số 8, số 12, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dậu hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn, báo hiệu các mối quan hệ xã giao kém hài hòa bởi cái tính nóng nảy kiêu ngạo của con nhấp này. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng vô tình đánh mất sự khéo léo trong cách ứng xử với mọi người nên mất đi nhiều thiện cảm tốt. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa viên mãn. Trải qua không ít sóng gió thì người tuổi sủ và nửa kia cũng tìm được cảm giác bình yên, hạnh phúc thật sự đừng quên học cách lắng nghe, chia sẻ và bao dung trong một mối quan hệ nghiêm túc là hôn nhân. Tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng, sự nhẹ dạ cả tin của bản mệnh dễ tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian trục lợi. Cẩn trọng đề phòng có kẻ xấu rình rập và mưu cướp đọt tiền tài đang sở hữu. Tội ất thủ nên giữ bình tĩnh chớ hành động nóng nảy. Tội đinh thủ. Không nên đưa ra các quyết định quan trọng tuổi kỹ Sửu tập trung vào những nhiệm vụ quen thuộc tuổi Tân Sửu chưa cần bằng tốt thời gian cho công việc lẫn sự nghiệp tuổi Quý Sửu nên dành thêm thời gian cho gia đình con số may mắn số 23 số 51 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi Tỵ 3 tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra ổn định. Công việc vẫn diễn ra thuận lợi như thường ngày và không gặp phải vấn đề gì to tác. Các dự án có thể gặp rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng may mắn vì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc nhờ đào hoa vượng mà người độc thân được tạo môi trường để làm quen, kết giao với nhiều bạn bè hơn. Cuộc sống riêng tư cũng trở nên thoải mái hơn nhiều nhờ sự cảm thông, chia sẻ của đối phương. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, bản mệnh sớm nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền ưng ý nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối tận tình. Cẩn trọng, đừng quá ý lại hay dự dẫm vào bất cứ ai. Tội giáp dần Quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng. Tội bính dân nên chú ý tới cách truyền đạt của mình tội mậu chân không nên mâu thuẫn với lãnh đạo tội canh chân dễ bỏ lỡ người chân thành với mình tội nhâm dần chưa xây dựng được kế hoạch cho việc làm việc một cách khoa học rõ ràng con số may mắn số 21 số 7 màu sắc may mắn màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi tuất 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi. Do có hung tình tác động nên công việc dự định của con giáp này có được hoàn thành đúng kế hoạch. Đôi khi việc nóng lòng quá mức khiến bản mệnh, sinh lòng hiểu thắng, từ đó có những quyết định thiểu sản xuất. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Đào hoa nở rộ đem tới cho bản mệnh với nửa kia một ngày ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương người độc thân có nhiều cơ hội để tìm hiểu, làm quen với một số người bạn khác giới. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, việc nhẹ dạ cả tin dễ khiến bản mệnh mất đi một khoản tiền đáng kể. Cẩn trọng, đừng nên tin người khác quá mức vì không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Tuổi Ất Mão nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tuổi Đinh Mão tránh áp đặt suy nghĩ và mong muốn của mình lên người khác tuổi kỷ mão giải quyết công việc nhanh chóng và thuận lợi tuổi tân mão nên giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh tuổi quý mão hãy cân bằng cuộc sống của mình con số may mắn số 28 số 11 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thân năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả do tác động của hòa tiểu nhân nên công việc của người tuổi này nảy sinh nhiều vấn đề trở ngại ngoài sự dự tính của mình bản mệnh không kịp xoay sợ cũng như đưa ra phương án giải quyết lý tưởng cho những rắc rối này và khó tránh khỏi việc gây những hậu quả xấu tình cảm vận trình tình cảm có nhiều biến động Tử vi ngày hôm nay cho biết sẽ có cuộc tranh luận và đổi đầu gây gắt xảy ra trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Biết đâu, chỉ khi mâu thuẫn bùng nổ thì cả hai mới tìm lại được cảm giác bình yên. Tài chính, vận trình tài lọc trở lại các dự án mới phát triển khai chưa thấy khả quan, cũng chưa có tín hiệu thu lợi, cẩn trọng nên học cách kiểm soát tốt cảm xúc tiêu cực của bản thân tội giáp thân chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra trước đó tội bính thình, không nên quá chân thành kẻ xấu sẽ lợi dụng tội màu thân gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tội canh thân hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân tội nhầm thân đừng lúc nào cũng sống khép kín khó gần con số may mắn số 31, số 10, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi thân 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thăng trầm. Tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này sẽ gặp phải nhiều cản trở trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì bản mệnh hãy nhớ việc giữ cho mình sự bình tĩnh là điều vô cùng cần thiết. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi còn dắp này chỉ biết buông lời trách móc nửa kia nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhìn nhận chính mình đừng để những hành động thiếu khéo léo của mình gây nên vết thương lòng khó chữa ở người bạn đời tài chính vẫn trình tài lộc bình ổn bản mệnh vẫn giữ được số dư ổn định nhờ khả năng chi tiêu hợp lý cẩn trọng tránh nổi nóng hay hành xử bốc đồng trước những chuyện vượt ngoài ý muốn tuổi ất tỵ quan hệ với nửa kia thân mật kháng khích tuổi đinh tỵ gặp được người phù hợp với mình tuổi kỷ tỵ cố gắng nắm bắt cơ hội phát tài trước mắt tuổi tân tỵ nhận được các khoản tiền thưởng tiền lãi tuổi quý tỵ không nên vội đầu hàng trước những khó khăn và thách thức con số may mắn số 20, số 78, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi mùi 7. tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Nhờ cỏ quý nhân giúp sức mà người tuổi này làm việc gì cũng được thuận bườm xuôi giỏ. Kết hợp với năng lực tự thân nên bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đề ra. Tình cảm Vận trình tình cảm chuyển biến tích cực, người độc thân sớm nhận được lời tán tỉnh yêu đương từ những người mới quen đào hoa vượng nhưng còn nhấp này cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định đồng ý. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, điềm bảo có thất thoát tài chính nghiêm trọng nên bản mệnh cần tránh đầu tư hay chi tiêu phung phí trong hôm nay. Cẩn trọng, nên giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Tuổi giáp ngọ, không nên vội vàng đánh mất sự kiên trì bản lĩnh. Tuổi bính ngọ, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tuổi mậu ngọ dậy mất bình tĩnh mỗi khi gặp vấn đề nan giải. Tuổi canh ngọ nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tuổi nhâm ngọ trở nên so đo quá nhiều trong chuyện tình cảm. Con số may mắn số 21, số 3, màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi mão. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra kém trước dễ dàng. Ảnh hưởng của hung tinh nên con giáp này làm việc gì cũng có kẻ rình rập cản trở. Dù rằng bản mệnh đã có những tính toán trước trong các trường hợp phát sinh bất ngờ nhưng khó lòng có thể ứng biến được tất cả. Tình cảm Vận trình tình cảm bắt đầu khởi sắc, tuổi mùi và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào ấm áp. Người độc thân cũng được giới thiệu cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng có thể tính tới chuyện trăm năm. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động. Nhắc nhở con giáp này nên thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền bạc vì dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Cẩn trọng, bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền quý giá khiến tài lộc dậm chân tại chỗ. Tuổi, ất môi, dễ vướng phải mâu thuẫn với người khác. Tuổi, đinh môi, nên học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tuổi kỹ môi, tránh cố chấp bảo thủ với quan điểm của mình. Tuổi tân môi bị cấp trên gây khó dễ công việc không thuận lợi, tuổi quý môi hãy tìm ra nguyên nhân của mọi rắc rối. Con số may mắn số 12, số năm, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không có phức tạp các mối quan hệ xã giao vẫn giữ được sự hài hòa giúp bản mệnh dễ dàng hòa nhập tốt trong môi trường làm việc tập thể cùng với khả năng ăn nói khéo léo giúp cho con giáp này nhanh chóng chiếm được cảm tình sự ưu ái của cấp trên tình cảm vận trình tình cảm tương đối ổn định các cặp đôi vẫn đang trải qua những phút giây ngọt ngào và lãng mạn, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan chăm chút cho tình yêu của mình. Tài chính Vận trên tài lộc không tệ, khả năng kiếm tiền qua quản lý tài chính thông minh giúp bản mệnh ít khi nào rơi vào tình trạng tổn thiếu. Cẩn trọng, đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám và khóa hại công việc. Tuổi giáp thân, có khả năng chinh phục lòng người. Tuổi bính thân, thích hợp với các công việc lãnh đạo tuổi mậu thân có trách nhiệm với gia đình của mình tuổi canh thân giảm thiểu lo lắng khi rỡ rối được công việc tuổi nhâm thân tự tin thể hiện khả năng của mình con số may mắn số 94 số 6 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi thân 10 tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra khởi thuận Dự bảo con giáp này sẽ gặt hái được không ít thành tựu nổi bật nhờ những nước đi đúng đắn của mình. Nhờ tinh thần làm việc, hăng hái, trách nhiệm cao là những yếu tố góp phần tạo nên sự tín nhiệm của cấp trên đối với bạn. Tình cảm Vận trình tình cảm trở nên kém sắc, ảnh hưởng của đào hoa dữ nên mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia có phần rạn nứt. Dường như con giáp này vẫn không có đủ khéo léo để giải quyết hay tháo gỡ những vấn đề vướng mắt đó. Tài chỉnh, vận trình tài lộc dồi dào, dò, còn dắp này không cần phải lo lắng tới việc tiền nông nhiều như trước nhờ có nguồn thu nhập dư giả. Cẩn trọng, không nên quá khắc khe trong tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời. Tội ất dậu, quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tội đinh giàu mở rộng tâm nhìn là nâng cao cơ hội phát triển cho mình tội kỹ giàu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tội tân giàu, có cơ hội được cấp trên cất nhắc. Tội quý giàu, nên suy nghĩ kỹ càng trước mọi quyết định được đưa ra. Con số may mắn, số 13, số 32, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ Tổ tuốt có độ quyết đoán và sự dứt khoát khi đứng trước các sự lựa chọn. May mắn là con nhấp này đã sớm nhận ra thế mạnh của bản thân và tận dụng tốt thời cơ trước mắt để phát huy tối đa. Tình cảm Phần trình tình cảm đẹp đẽ hài hòa, mối quan hệ tình cảm với nửa kia viên mãn và nồng ấm, đem lại cho những người trong cuộc muôn vàng cảm xúc tích cực. Người độc thân cần mở lòng mình hơn, mới không khiến cho người khác e dè khi tiếp cận. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, bản mệnh có tài nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền tiềm năng ngay trong lúc người khác còn chưa kịp nhận ra. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe không khả do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường. Tuổi giáp tuất dễ vướng mắt với kẻ tiểu nhân. Tuổi bính tuất nên chú ý trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Tuổi mậu tuất hãy dùng sự thật chứng minh mình là ai. Tuổi canh tuốt mới gặp trước khó khăn đã vội đầu hàng là không nên. Tuổi nhâm tuốt chú ý kẻ xấu tiếp cận gây rối. Con số may mắn số 35, số 10, màu sắc may mắn màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Khả năng ăn nói và tạo dựng mối quan hệ của người tuổi hợi không thể chê trách vào đâu. Đây cũng là lý do củng cố ở con nhấp này lòng tin vững chắc vào những quyết định của mình để chinh phục những đỉnh cao vinh quang phía trước. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng vững sắc nhờ có sự dẫn dắt của quý nhân mà mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia ngày càng kháng kích. Các cặp vợ chồng không cần nói nhiều, chỉ cần thông qua ánh mắt là đã hiểu được đối phương nghĩ gì. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán thuận lợi. Cẩn trọng, đừng quá chủ quan khi công việc, tình cảm đều trên đà phát triển. Tội ất hại, không nên giữ những quan điểm cổ hủ. Tội đinh hại, tránh đầu hàng bỏ cuộc khi gặp chút khó khăn. Tội tân hại, Hãy chú ý các mối quan hệ của mình. Tuổi quý ngài cần chăm lắng nghe, học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày. Con số may mắn số 84, số 53, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Mão.